Đúng rồi, sắp đến Halloween rồi đây. Ui tôi chết quên rồi, mình vẫn chưa chuẩn bị gì Halloween rồi. One hour later. Wow, gian hàng Halloween ở đây này em Cam ơi. Mấy đáng sợ nhờ. Các loại mặt nạ khác nhau. Em đội mặt nạ mặt nạ con ma. Nhưng mà cái mặt nạ ấy không để dùng trang trí phòng được đâu em Cam ơi. Chúng mình phải đi kiếm các đồ trang trí khác. Đây này, ở đây chị nhìn thấy con gì mà lại có đôi cánh màu đen như thế này nhỉ? Hai mắt lại còn màu vàng. Đây là một con rơi đấy. Cho vào giỏ, dùng để trang trí sẽ rất đẹp đấy. Thế còn đây là hai cái sọt đầu lâu này. Bao nhiêu sọt đầu lâu luôn? Wow, nhiều lắm luôn. Bên dưới này có cái gì đó dài dài lại còn màu đen nữa cậu ơi. Cái này là cái gì? Cái đuôi vậy. À, đây là này. Đuôi của con hồ ly tinh. Hồ ly tinh á? Chính cái đuôi à? Em bắt điện ra cái này này. Cái gì vậy em Cam? Cái mạng nhân. Chà, cái mạng nhện này sẽ có con nhện đứng bên trong đây, cho vào đi. Thế còn đây, mạng nhện thì không thể nào thiếu được. Cái gì đây các cậu biết không? Tờ nhện đấy, chúng mình sẽ răng đầy vào phòng luôn. Như thế sẽ rất là hấp dẫn. Ở đây còn bao nhiêu thứ nữa này. Cánh tay máu, có xích này. Còn ma, bàn chân nữa. Ghê quá, cái này ghê quá, tôi không lấy đâu. Ồ, tôi phát hiện ra có thứ này rất thú vị này. Những gói sticker. Đấy, các cái này mình sẽ có thể dán trang trí được đấy. Ờ, em cũng có nhiều thứ sticker lắm. À, em bị một con nhện bám lên đầu. Con nhện à? Ui, con nhện to thế, đưa đây anh xem nào. Ui, nó cũng bám lên mặt anh này. Chàng ơi, mình mua con nhện này đi. Trông con nhện này ghê đấy. Phía này tôi phát hiện ra có những chiếc đèn nhỏ nhỏ, xinh xinh, rất là đáng yêu luôn. Ôi không, những chiếc đèn này lại bị hỏng mất rồi. Bị hỏng mất cái quay. Ồ, phía bên dưới này còn có những cái bóng đèn quả nhót hình bí ngô này. Đèn bí ngô, trăng đầy phòng. Phía dưới này là những con mèo. Ui, trông cái mặt ghê rợn quá. Thế còn đây là những cái đèn con ma. Chúng mình sẽ chọn cây đèn nào nhỉ? Ui, Cam ơi, em đội cái gì lên mặt thế kia? Cái mũi mềm mềm này. Còn có cả hút thuốc nữa. Không được, không đeo. Anh đeo cái này này. Nào, ra đây, anh thơm cho một cái. Ai hút mà. Còn có cái này, cười cái này. Đây, nhìn như hai cái răng thỏ vậy. Đây là răng con thỏ đây, răng con thỏ đây. Váy màu đỏ này, váy màu đen này, có cả mũ đội đầu này. Váy này cũng là váy phong cách Halloween đấy. Ui, váy màu đen mặc nhện luôn. Đằng sau đầy tơ nhện. À, mọi người có biết đây là cái gì không? Cái vương trượng à. Đây chính là vũ khí của quỷ đấy. Nhìn hai cái mắt đỏ lư này. Còn đây chính là một cái đinh ba rơi. Chọc này, chọc này. Cả đao, cả kiếm nữa. Kiếm mình xương cá luôn. Mấy cái này trang trí Halloween cũng đẹp đấy các cậu ạ. Bàn tay, bên trong bàn tay còn có cả mặt người, có mắt, có mồm này. Trong lúc em Cam đi rủ bạn đến, mình sẽ trang trí cho cái phòng này đúng theo phong cách Halloween luôn. Còn tớ sẽ trang trí những cái thùng xốp này, vẽ các cái hình á, sọ đầu lâu ấy, ghê rợn kiểu Halloween ý, để trang trí cái góc này cho em Cam. Mấy cái bí ngô này sẽ treo ở đây. Mỗi bên một quật bí ngô. Đấy. Thế còn con nhện này. Nhện thì thường nó sẽ... Nó phải trăng tơ. Phải có tơ nhện thì mình mới lắp con nhện vào được. Tớ duỗi hết cái chân con nhện này ra đã. Đấy các cậu ơi, con nhện này chân rất là dài. Tơ nhện á. Có tơ nhện. Đây rồi, tớ sẽ trăng vào cái quạt này cậu ơi. Trăng vào cái quạt này nhá. Ý, trăng thật rộng ra.
sau đó kéo cho nó thật dài. Một cái mắt nữa này. Đấy, trông đã giống cái sọ đỏ lâu chưa các bạn ơi? Đây chính là bộ răng này. Đấy, một cái răng, hai cái răng, ba cái răng, bốn cái răng này. Ý, một phòng toàn là tơ nhện rồi. Bây giờ bám vào đây nhá. Đây này. Đây sẽ là con nhện mẹ. Và xung quanh sẽ có rất nhiều những con nhện con. Thấy chưa, các cậu nhìn xem, trông nó đã đáng sợ chưa? Con rất to như thế này, mình sẽ cho ở dưới cái chăn này sẽ là một bất ngờ. Còn con chim này, bộ xương chim, bộ xương chim thì để ở đâu nhỉ? Cho đứng ở trên bàn này. Quả bí ngô sẽ đặt ở giữa giường. Con rơi và con nhện. Con rơi này mình sẽ treo ở ngay cửa. Còn con nhện này, nhện này ở đâu nhỉ? Con nhện này coi như là đang ăn quả bí ngô. Rắc thêm ít dán này, bọ cạp xuống đây cho sinh động. Em cả mấy bạn mà mở cái chăn này lên á, chắc là sợ chạy mất dép luôn. Những cái hộp tôi đã vẽ xong rồi đây. Bây giờ chúng mình sẽ trang trí những cái sticker này vào trong cái hộp này cho nó đẹp hơn nhá. Đấy, Happy Halloween. Halloween thì không thể nào thiếu bí ngô được. Tiếp đó, những con ma này. Một con ma đang ôm một quả bí ngô này. Con ma hay là zombie ấy nhỉ? Nhìn cũng giống zombie đấy. Đây, dán ở đây một con này. Vào đây, chị sẽ dành tặng cho hai em một điều bất ngờ. Nhanh lên. Đây là phòng của em Cam đấy. Bây giờ bọn mình cùng vào đi. Thấy thế nào? Còn cả đằng sau nữa đây này. Tên 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 tên. Bất ngờ chưa? Phát hiện thế nào? Đã mất một tiếng đồng hồ để trang trí căn phòng này cho em Cam theo phong cách Halloween đấy. Trông có đáng sợ không? Đây này, rất là nhiều mạng nhện này, bí ngô này, đầu lâu nữa. Cả đằng sau đây này, một con nhện to khổng lồ luôn. Hồ Dương đang nằm lên người của con này. Mẹ còn có cả bao nhiêu mặt nạ nữa. Có hai chiếc mặt nạ, một mặt nạ con mèo và một mặt nạ màu xanh công chúa. Bây giờ hai em hãy chọn cho mình một chiếc mặt nạ yêu thích đi nào. Chọn mặt nạ này, em chọn mặt nạ này. Wow. Tự nhiên chị buồn quá. Thở gì chắc rồi. Chúng mình đi ngủ đi. No 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 no. Các em sợ chạy mất cả dép trên kia rồi. Đây là anh Nhím đấy.